Chỉ với một chai serum nhỏ như thế này có thể làm trắng sáng răng của bạn tại nhà mà không cần phải đi ra ngoài nha khoa. Thì hôm nay mình xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi hết video của mình để xem mình trải nghiệm và nêu cảm nhận chân thật về cái sản phẩm này nha. Được quảng cáo trên top là sản phẩm này sẽ làm trắng sáng răng của mình sau lần đầu tiên sử dụng, cho nên là hôm nay mình cũng rất là tò mò để xem sản phẩm này thật sự có giống như là quảng cáo trên mạng hay không, và mình sẽ trải nghiệm từng ngày cho mọi người xem nha. Được biết thì sản phẩm này là của Việt Nam, thương hiệu là Unismile, sản xuất tại Châu Thành A, Hậu Giang. Một chai dung tích là 10ml, chất sệt màu tím như màu mực bơm ngày xưa, thành phần gồm dầu dừa, lá thông, hydrated silica. Đây là một cái chất làm bào mòn răng nha mọi người, nó sẽ giúp là loại bỏ mảng bám, tuy nhiên là mọi người sử dụng lâu quá, thời gian lâu dài thì nó sẽ không tốt cho màng răng nha. Ngoài ra là còn những cái chất hoạt động trên bề mặt, dung môi, muối nhôm, chất tạo mùi và chất tạo màu. Hai cách để sử dụng cái sản phẩm này. Đầu tiên thì mọi người có thể sử dụng trực tiếp bằng cách là đánh răng 2 phút, sau đó súc miệng lại với nước sạch, sử dụng một tuần tối đa 4 lần. Cách thứ hai thì mọi người có thể sử dụng chung với lại kem đánh răng và sử dụng được mỗi ngày. Của mình sau khi mà mình sử dụng thì mình cảm thấy là sau khi xem video quảng cáo trên top á, mình cảm thấy là sản phẩm không như mong đợi nha. Gần một tuần mình sử dụng thì mình thấy là răng của mình cũng chưa có sự thay đổi quá nhiều. Nếu ai có theo dõi video của mình trên kênh YouTube của mình thì mình đã review về cái miếng dán trắng răng của thương hiệu Bread của Mỹ á mọi người. Thì cái sản phẩm đó á, mình dán trắng răng là một lần là nó sẽ làm trắng răng của mình luôn. Tuy nhiên vì cái sản phẩm đó làm cho mình nó hơi ê bút nhẹ nha. Nhưng mà cái sản phẩm này được cái là nó sẽ không ê bút, không ê răng nha mọi người. Còn loại này thì mình nghĩ là mình cần phải có thêm thời gian nữa để trải nghiệm thêm, vì thực sự tẩy trắng răng không phải là một chuyện dễ dàng mọi người. Mấy bạn đi nha khoa để tẩy trắng á, là đi là tầm khoảng 3 lần nha. Mình đi rồi, mỗi lần tẩy rất là bút nha, bút mà nó nhức đầu luôn mọi người. Nên với sản phẩm này trước khi mà mình xài thì mình cũng không quá kỳ vọng nhiều, thì mình đánh giá ở mức độ là bổ trợ thôi nha. Chai 10ml mà với giá là 99.000 có thể là mua về trải nghiệm thử nha. Lần đầu tiên mình thấy một cái sản phẩm hỗ trợ làm trắng răng dạng serum, cho nên là mọi người có thể mua về trải nghiệm thử. Có những cái sản phẩm làm trắng răng tại nhà giá rẻ thì mọi người có thể tham khảo thử, giống như là baking soda nè, than tre. Hoặc là dưới quê thì mọi người có thể là sử dụng cau trầu ở dưới quê, mọi người sẽ làm trắng răng mình một cách rất là an toàn vừa tiết kiệm nữa nha. Đây là trải nghiệm cá nhân của mình với phương diện là người tiêu dùng, mà mình không phải là chuyên gia, nên mọi người xem thì tham khảo thử ha. Có góp ý gì thì mọi người có thể bình luận bên dưới nha. Video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.